bạn đã quen với chương trình Cuộc đua kỳ thú. Nó muốn thua đây mà. Xuất phát. Nhưng chúng tôi hứa sẽ mang đến một mùa mới gian nan. Anh phải lái nhanh hơn nữa. Sao ta lại tụt sau thế này? Ôi chú ơi. Hoang dại. Chúng tôi muốn mấy anh chàng đó. Hay khó khăn hơn bao giờ hết. Không thể là đội bị loại đầu tiên được. Cùng đón xem những tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Cuộc đua kỳ thú mùa 27, phát sóng tại Việt Nam sau khi công chiếu tại Mỹ 12 tiếng vào lúc 21:05 thứ bảy hàng tuần trên kênh AXN.